khai thác đầu tiên để dựng một cái đoạn phim là các bạn sẽ chèn tiêu đề cho phim. Như vậy để chèn tiêu đề cho phim thì các bạn sẽ chọn một cái mục thê. Bạn sẽ thấy trên này nó có một là S title, bạn rà chuột đây bạn thấy có chữ T và nó có một S title, các bạn kích vào đây. Thì trên cái mục S title bạn sẽ thấy là cái kiểu chuyển động của chữ thì nó có rất là nhiều chữ kiểu. Ví dụ như kiểu mình đang chọn là kiểu still, kiểu chữ đứng yên, đúng không ạ? Thì trong tình huống này mình có, ví dụ như trong tình huống này các bạn sẽ tạo một cái hình chữ nhật và mình cho mình vẽ một cái hình hình chữ nhật cho cái màu nền nó là màu gì đó, ví dụ như là nam cho nó màu xanh thì vẽ cái hình chữ nhật, và bên dưới này mình sẽ thấy là nó cho phép mình chọn màu. Vậy là bạn double click vào đây, các bạn chọn cái màu chữ của mình, ví dụ như tình huống là màu xanh, như là mình sẽ có một cái nền màu xanh. Tùy theo các bạn, bạn thể muốn cái màu nền của mình là màu gì thì tùy các bạn, bạn thể chọn thông số màu ở đây. Vậy tóm lại ở chỗ này các bạn chọn công cụ hình chữ nhật, các bạn vẽ một cái hình chữ nhật rồi các bạn chọn màu. Gọi hình chữ nhật ra thì có những cái hình đa giác khác thì các bạn thể tùy chọn sáng tạo thêm.